Đây là một quán ăn nhỏ nhưng lại là chứa món ngon ẩn giấu của người dân địa phương. Điều đặc biệt nhất của quán của này là quá trình sản xuất tốn công sức. Một nồi chân heo hoặc thịt kho tàu mất tới 2-3 ngày mới có thể đưa lên bàn. Ngâm chân heo đã được rửa sạch và luộc qua vào nước mắm, nấu bằng nước mắm cũ và phương pháp độc đáo, ăn mềm và dai. Bí quyết để thấm gia vị là không thể lười biếng hoặc tiết kiệm nguyên liệu, chỉ có thể hầm nhỏ lửa chậm chạp. Và nước mắm của quán cũng rất có bí quyết, dùng nước mắm của hơn 50 năm làm nền, đun nhỏ lửa từ từ để mỗi miếng chân heo đều thấm đầy nước mắm. Ngoài cơm chân heo, để khách hàng của quán có thể thưởng thức và nhớ mãi, còn có cơm thịt kho tàu đặc trưng này. Sau khi thịt đùi heo tươi được luộc qua, cắt thành từng lát dày từng lát dày. Tiếp theo, sử dụng chất béo tự nhiên trong da heo, sử dụng cách bọc dài, dùng que tre để xuyên qua và tạo điểm cố định. Để tránh hỏng hóc, xếp thịt đã thảo theo thứ tự, xếp chồng lên nhau gọn gàng. Sau 3 giờ, thịt kho trong nồi trông thấm gia vị và mềm. Lúc này, chủ quán tắt bếp nhưng lại đậy nắp lại. Đến đây thì tiến độ kho thịt chỉ hoàn thành 1/3. Tiếp theo, đun nấu trong 3 vòng cho đến khi thịt kho đầy keo dẻo, da mềm nhưng không bị nát, phần mỡ không còn béo nữa. Và chân heo ngâm trong nước lèo đến 72 giờ, phát ra ánh sáng bóng loáng, càng ngâm càng thơm, ăn một lần là nghiện ngay.